trưa 10 tháng 10, PhoNKNSA tờ Utatoi PhamV Matui Công an tỉnh cho biết, vừa nắm quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thành 45 tuổi, trú tại huyện Cờ Quan, tỉnh Ha Giang, đang có hành vi ta ngờ trư ra y phê bờ 13 nhờ in. Cờ đo, khoảng 8 giờ xa ngờ cung ngờ ngay, tại khu vực cổng sau nhà nghỉ 555 thuộc 7, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, mô tờ tô công ta cờ của A4 ngờ ca nhờ xa tờ y ultra tô y pha mờ về ma tuy y công an tỉnh đã phát hiện Nguyễn Thị Thành có bi uy nờ nghi ngờ nên đa ti nờ ha nhờ kiểm tra. Lúc này, tô công ta cờ pha tờ ghi nờ trong tu y xa chờ của Thành có mô tờ ba nhờ tờ nờ ma u ngờ nghi là ma túy nên đã đưa Thành cùng tang chứng về trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận chất rắn màu trắng là ma túy. Số ma túy này được Thành đặt mua trên mạng làng hội Facebook của Amo Tờ Ida Nờ Ông Ơ Ti Nhờ Sơn La Dơ Ida 70 Ti U Đo Ngờ. Đêm nờ khoảng 0 giờ ngày 9 tháng 10, Ida Nờ Ông Tư Ti Nhờ Sơn La Y Ma Tuy theo ngờ xe kha chờ xung ngờ B xe Mỹ Đình Hà Nội, cho tha nhờ. Sau khi nhận cờ ma túy, Thành nắm xe khách vào để bán cho một người la ở đây để kiếm lời thì bị lực lượng công an nắm giữ.